rằng được nơi Chúa là nguồn hạnh phúc và an vui. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng từ ai Chúa xót thương. Về đây con tràn ngập vui sướng, dạt dào trong suối nguồn yêu thương. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng Chúa xót thương nhân từ. Tràn ngập vui sướng, dạt dào trong suối nguồn yêu thương. Về đây tin thương và phó thác vào lòng Chúa xót thương nhân từ. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: thời ông Noe thế nào thì ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Vì trong những ngày trước nạn hồng thủy, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ, lấy chồng mãi cho đến ngày ông Noe vào tàu. Họ không hay biết gì cho đến khi nạn hồng thủy ập tới, cuốn đi hết thảy. Ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Bấy giờ, hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại. Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông phải canh thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ thì Con Người sẽ đến. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa anh chị em, Tết đến thì chúng ta làm gì? Năm hết, Tết đến, năm mới thì ta làm cái gì? Hả? Mua sắm. Rồi làm gì nữa? Hả? Chúc mừng nhau. Gì nữa? Gói bánh chưng. Rồi gì nữa? Thăm nhau. Rồi làm gì nữa? Làm gì nữa? Chúc tuổi nhau. Rồi làm gì nữa thưa anh em? Làm gì nữa? Lì xì. À, lì xì. Gì nữa? Gì nữa? Tạ ơn Thiên Chúa ban cho có con. Và bao nhiêu rồi? Còn 69 tuổi. Tạ ơn Thiên Chúa ban cho có con. Thưa anh chị em, thì năm mới, điều đầu tiên của chúng ta là cái gì cũ của năm cũ, cái gì không hay, không tốt, cái nồi rách có để trong nhà năm mới không? Cái chiếu rách có để trong nhà năm mới không? Rồi cái dắp đít có để trong nhà năm mới không? Rồi cái mũ bị thủng cái đầu có để trong nhà năm mới nữa không? Cái rế rách thì có để trong nhà năm mới không? Tất cả cái gì cũ, cái gì hư, cái gì nát của năm cũ thì mình bỏ đi.
phải không? Rồi nhà cửa thì mình quét lại màng nhện, có quét không? À, bụi bặm có quét không? Thì hôm nay thưa anh chị em, chúng ta bước vào mùa xuân mới của phụng vụ, mùa xuân mới của giáo hội bằng Chúa Nhật thứ nhất mùa vọc. Nào, cùng chúc mừng nhau một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Rồi quay sang bắt tay chúc mừng năm mới, năm phụng vụ mới. Chúng ta đã hết năm thánh lòng thương xót rồi, bây giờ năm mới gia đình, hãy sống với nhau như là một gia đình. Gia đình thì ai mà còn người xa lạ nữa, hãy sống như là người trong gia đình. Anh chị em đến giáo điểm tin mừng này, đây là một gia đình, chứ không phải là một tổ hợp, cũng không phải là một công ty, cũng không phải là một tập đoàn, nhưng là một gia đình. Trong gia đình ấy, anh chị em mình gần gũi nhau, thân thương với nhau. Có gia đình nào mà đông con đông cháu nhiều cỡ này không? Không còn chỗ ngồi, phải ngồi dưới đất. Tội nghiệp nhất là mấy người ngồi trên dưới đường, đường nó nóng lắm, nó vừa bụi mà vừa nóng, ở dưới nó bốc lên. Nóng không? Nóng không? Ngồi được không? Vẫn ngồi, vẫn kiên trì, vẫn kiên trì ngồi, dù là nóng, dù là bụi, dù là chật. Mà nếu mưa có chạy không? Không chạy, cứ ngồi. Anh chị em thấy hai tuần trước bắt đầu lễ là mưa, mưa liên tục, mưa to nữa, phải không? Mà ta thấy là dù che lên, rồi áo mưa che lên, vẫn kiên trì. Còn bây giờ nắng ở dưới nó bốc lên, vẫn cứ kiên trì ngồi. Trong một gia đình, chúng ta là những người biết nhường cơm xẻ áo cho nhau, biết nhường chỗ, biết nhường nhịn, biết quan tâm, và nhất là biết thực hành lòng thương xót. Anh sẽ đến giao điểm tin mừng này, trong năm mới này, năm phụng vụ mới này, mà Thánh Phaolô nói, chúng ta nghe Thánh Phaolô nói rất rõ, đây là tinh thần mà chúng ta bước vào năm phụng vụ mới đây thưa anh chị em. Anh em biết rằng chúng ta đang sống trong thời nào? Đang sống trong thời nào? Đang sống trong thời nào? Thời đợi chờ Chúa đến, thời của lòng thương xót. Chúng ta đang sống trong thời của lòng thương xót. To lên, chúng ta đang sống trong thời của lòng thương xót. Đã đến lúc anh em phải thức dậy. Ngủ hoài dậy đi. Ngủ, còn ai còn ngủ không? Dậy chưa? Ơn anh em ơi, chắc còn ngủ cho nên chưa có ơi to. Ơn anh chị em ơi. Rồi bây giờ nếu mà ơi ai mà thức dậy thì giơ tay lên coi biết là thức dậy nhá. Có khi thức dậy ơi mà vẫn còn nướng. Giống như hồi xưa mà tôi còn bé, mẹ tôi gọi dậy đi lễ mới 3 giờ rưỡi sáng, gọi thằng bé dậy đi giúp lễ, lòng dậy đi lễ còn. Tôi nướng ở bên này một phát, lòng dậy đi lễ còn. Tôi nướng bên này phát, nó hai bên nó chín đều. Chín đều rồi, dậy đi lễ. Nắm tay dưa lên, dậy chưa? Nắm tay dưa lên, lúc đó mới dậy. Nào, anh ơi thì dưa tay cao lên nhá. Ơ, này anh chị em ơi, đã thức dậy chưa? Ơ, này bà con ơi, đã tỉnh thức chưa? Chắc Chúa vui lắm. Chúa vui lắm. Mà ai mà còn buồn ngủ cũng phải thức thôi. Tại vì mỗi một người chúng ta phải là những người thức tỉnh và đánh thức người khác dậy. Phaolô bảo với chúng ta rằng đã đến lúc phải thức dậy. Vì hiện nay ngày Thiên Chúa cứu độ chúng ta đã gần hơn trước kia khi chúng ta mới tin đạo. Đêm sắp tàn, ngày gần đến. Đêm sắp ngày gần đêm chưa đi mà trời sao vội sáng. Ngày kia cánh nhỏ trở về đây, trời vào thu tiễn em đi lạnh giá. Lá trên cành một tiếng lòng lành. Đêm chưa đi mà trời sao vội sáng.
cái cảnh nó buồn lắm. Chứ không phải như là Phao-lô bảo rằng đêm sắp tàn ngày gần đến đâu. Đêm chưa đi, tức là đến buổi sáng là nàng sẽ lên xe hoa về nhà chồng. Cho nên còn một đêm nay là đêm cuối cùng này thôi. Còn đêm nay ta với mình đi vào tình yêu, để nhung nhớ tê tê rắn tần. Thì anh chị em thấy là cái tâm trạng của người mà buồn, biết rằng là trời mà sáng đêm chưa đi mà trời sao vội sáng, trời mà sáng là em đi lấy chồng, trời mà sáng là chúng ta chia tay nhau, trời mà sáng là em thuộc về người khác rồi. Cho nên trời sao nó vội sáng thế. Anh ấy mong rằng trời đừng sáng, tại vì trời mà sáng là nàng đi lấy. Sao em nỡ vội lấy. Cho nên anh chàng ấy mong rằng cái đêm nó cứ kéo dài, để còn lơ lơ lửng lửng, nàng chưa đi lấy chồng mà mình cũng không lấy được nàng, mà hai đứa vẫn cứ lơ lơ lửng lửng với nhau, nàng vẫn còn thuộc về mình mặc dù chưa trọn vẹn. Cái tâm trạng đó buồn lắm, tâm trạng đó buồn lắm. Cho nên bảo rằng đêm chưa đi mà trời sao vội sang, từng đàn chim cánh nhỏ trở về thôi, trời vào thu tiễn em đi lạnh giá. Thu mà nó lạnh giá, nó buồn cái cỡ nào. Thì chúng ta thưa anh chị em đang sống ở trong thời của lòng thương xót, đang sống trong thời đợi chờ, thời trông mong. Cho nên cái trông mong, cái ngóng đợi, cái trông chờ ấy, nó không phải như anh chàng kia mong rằng trời đừng sáng, nhưng mà mình mong rằng trời mau, mình mong trời mau sáng, vì đêm sắp tàn rồi, ngày gần đến rồi, trời hãy sáng đi. Và ánh sáng đến là xóa tan bóng tối, ánh sáng là xóa tan đi những cái gì là mờ ám, là mù mờ. Thưa anh chị em, mình phải sống trong tâm trạng như vậy suốt 4 tuần tĩnh tâm mổ vọng. Anh chị em nhìn, 4 tuần tĩnh tâm mổ vọng, nhìn đi, 4 tuần tĩnh tâm mổ vọng với chủ đề mùa vọng, mùa của lòng thương xót. Và anh chị em thấy hình ảnh mà những cái cây khô chưa trọi này vẫn còn đang đâm một chút chồi này, tôi đào ở dưới gốc cây, tôi đem lên tôi phơi, phơi cả mấy tuần nay rồi tưởng bỏ đi rồi, nhưng mà lúc đem cái chanh này lên hôm qua tôi mới bới đống rác, tôi moi được cái cây rồi tôi đặt lên trên này và thấy những cái lá nó vẫn còn đâm chồi, nó chưa chết, vẫn còn hy vọng mặc dù nó nằm dưới đất 3 tuần lễ rồi, moi ra lên rồi phơi nắng 3 tuần lễ nó khô cằn, nhưng mà lại đâm những chồi lá. Rồi đây chị em thấy có 4 cây nến tượng trưng cho 4 tuần của mùa vọng. Mùa vọng thì mặc áo tím, nàng đòi may áo cưới màu hoa cà cho em. Chả nhẽ lại hát rằng chàng đòi may áo lễ màu hoa cà cho anh. Thì chúng ta thấy rằng là 4 tuần mùa vọng, màu tím, màu mong, màu đợi, màu chờ, màu thương, màu nhớ, màu mà còn một chút gì để nhớ, để thương. Đấy, 4 tuần của mùa vọng. Anh chị em thấy 4 cây nến, mà tại sao có cái nến màu hồng? Là tuần thứ mấy? Tuần thứ 3 là giáo hội cho phép mặc lễ phục màu hồng, để nói lên rằng Chúa sắp đến rồi, đêm sắp tàn rồi, ngày gần đến rồi. Thì suốt 4 tuần lễ này anh chị em hãy sống trong cái tâm trạng đó, là tâm trạng trời mau sáng lên, Chúa ơi hãy đến đi, Chúa ơi hãy mở lòng con đi, Chúa ơi hãy làm cái gì thưa anh chị em? Hãy tỏ lòng thương xót chúng con đi, vì chúng con đang sống trong vũng tội, chúng con đang sống trong bóng tối, chúng con đang sống trong giận hờn, chúng con đang sống trong ghen ghét, chúng con đang sống không có lòng thương xót. Chúa ơi hãy đến đi, mùa của lòng thương xót, mùa mà Chúa đến để
cho con người ta cảm nhận được lòng thương xót của một Thiên Chúa từ tít trên cao thẳm mà xuống làm người. Anh chị em phải có tâm trạng náo nức đó, náo nức đợi chờ đó. Sáng ngày đêm qua cũng có em nhắn tôi: cha ơi, con mong đến Noel quá. Tự nhiên con thấy náo nức đợi chờ Noel quá. Bảo sao vậy? Hôm qua con đi lễ ở giáo điểm tin mừng, con thấy những cái ánh đèn nó chớp 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 chớp. Tự nhiên thấy lòng mình rộn ràng, lại một Noel nữa, mấy mùa Giáng sinh rồi. Lại thấy lòng mình lại khao náo nức đi cái đó. Thưa anh chị em, anh chị em phải sống trong cái náo nức đó, cái đợi chờ đó. Không phải là náo nức đợi chờ quà ở bên Mỹ gửi về, không phải náo nức đợi chờ cái thùng đồ ở đâu cho đến, hay là náo nức đợi chờ một cái gì đó mà thế gian đem lại cho chúng ta. Những cái đó nó màu quà lắm, nó màu chán lắm, nó màu tàn lắm. Thưa anh chị em, món quà của lòng thương xót chính là Chúa Giêsu. Chúng ta mong ước đợi chờ món quà ấy. Và khi món quà ấy đến rồi thì mình phải làm như thế nào? Và trong thái độ đợi chờ trong 4 tuần tĩnh tâm mùa vọng này thì anh chị em phải làm như thế nào, phải sống như thế nào? Chúng ta nghe lại lời của Thánh Phaolô nói với mỗi người chúng ta, cách mà chúng ta sống trong 4 tuần tĩnh tâm mùa vọng này ra sao. Đêm sắp tàn, ngày gần đến, vậy chúng ta hãy loại bỏ những việc làm đen tối. Những việc làm đen tối là gì? Ăn trộm, ăn cắp, ăn gian, ăn vặt. Cũng có khi đến đây cũng bỏ cái tính ăn vặt đi, thưa anh chị em. Chứ còn đi đến đây cầu nguyện lòng thương xót Chúa mà lúc nào cũng hết từ đầu ngõ đến cuối ngõ, ghé vào hết quán này đến quán kia ăn vặt thì còn gì tâm trí đâu mà cầu nguyện nữa. Phải chịu khó ăn chay chứ đừng có ăn vặt. Chịu khó loại bỏ những hành vi đen tối, là những việc mà nó không phù hợp với lời Chúa, không phù hợp với tin mừng, không phù hợp với giáo lý, không phù hợp với giáo huấn của giáo hội. Những gì nó không phù hợp với lương tâm của con người, loại bỏ nó ra. Anh chị em liệt kê nó ra, rồi loại nó ra. Đừng giữ nó, đừng để nó làm cái gì, thưa anh chị em. Loại bỏ những việc làm đen tối và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu. Nhớ, không phải là tĩnh tâm là ngồi yên. Tĩnh tâm là ngồi yên, không phải. Tĩnh tâm là tĩnh lặng để múc lấy sức mạnh. Múc lấy sức mạnh để làm cái gì? Ngủ tiếp. Giêsu cái bố này. Tĩnh tâm là múc lấy sức mạnh để ngủ tiếp. Tĩnh tâm là múc lấy sức mạnh để chiến đấu. Hãy cầm lấy vũ khí của sự sáng để mà chiến đấu. Chúng ta phải là những con người mạnh. Đến giáo điểm tin mừng này không phải là những con người rũ rượi, không phải là những con người rã rời, không phải là những con người khờ khờ, man man, tăng tăng, không phải. Mặc dù có thể đến đây chúng ta rũ rượi, chúng ta rã rời, chúng ta rệu rạo. Có thể rũ rượi, rã rời, rệu rạo khi mà mình đến đây. Nhưng khi đến đây rồi, khi đến đây rồi, nghe lời của Chúa rồi, được đặt tay rồi, lần chuỗi lòng thương xót rồi, lần chuỗi mân côi rồi, trầu thánh thể rồi, tham dự thánh lễ rồi, rước lấy thánh thể rồi, thì không còn được rũ rợi, không còn được rã rời, không được rã rệu nữa. Nhưng mà phải là những con người mạnh. Thế thì có nhiều người: cha đặt tay cho con đau, con đau. Vừa đặt tay cầu nguyện vỗ cái lưng ấy, đó, phải mạnh lên như thế. Phải mạnh lên như thế, phải múc lấy sức mạnh của Chúa mà chiến đấu. Chứ không thể là con người chủ bại, không thể là con người bi quan, không phải là con người yếm thế. Đến đây chúng ta phải loại trừ cái tư tưởng bi quan yếm thế đi, loại trừ những cái kêu ca cảm ràm đi, loại trừ những cái mà mở miệng gọi là than thân trách phận đi, loại trừ những cái mà nhìn cuộc đời toàn thấy màu đen đi, loại trừ những cái mà lúc nào cũng đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn, buồn lắm, chán lắm. Đừng đến đây anh chị em bỏ những cái mà nó nằm trong bóng tối, cái rã rời, rã rệu rồi nó rũ rượi, bỏ hết đi. Đến đây
không phải ngửi mùi thịt nướng đâu nha, nhưng mà hít lấy sức mạnh của thần khí vào trong sa mạc rồi. Sa mạc là chỉ có nắng, chỉ có cát. Anh chị em thấy có những mấy viên gạch không? Có những bước chân mình sẽ đặt trên những viên gạch đó mà bước, bước đi tĩnh tâm suốt 4 tuần lễ của mùa vọng. Anh chị em hãy sống như vậy, phải sống trong cái tinh thần đó. 4 tuần lễ mùa vọng mình bước đi trong cái tinh thần tĩnh tâm là loại trừ những cái gì là đen tối, mặc lấy khí giới của sự sáng mà bước đi. Bước đi rồi làm gì nữa? Ông lên đây, ông lên. Tĩnh tâm nhìn lại những gì mà Chúa ban cho mình. Anh còn thấy anh được những ân huệ gì Chúa ban nói cho mọi người nghe. Dạ thưa cha, con là Du Xe Nguyễn Văn Hải, con ở giáo xứ Duyên Lãng, con kính chào cộng đoàn dân Chúa. Dạ thưa cha, con được ơn Chúa là gia đình con khoan 6 cái giếng, một cái giếng đến 145 mét, mà 6 cái giếng không có nước. Và con đầu tháng vừa rồi con có đi nhà thờ Chí Hòa, thì hai cha con cầu nguyện xin Chúa ban cho gia đình con tìm giọt nước từ nơi lòng thương xót của Chúa. Thì qua đi về xong rồi 2 ngày sau gia đình con khoan một cái giếng tiếp tục nữa, chỉ có 47 mét thôi là nước rất là nhiều. Con đặt tên cho cái giếng gọi là giếng lòng thương xót Chúa, là con được ơn như vậy. Dạ thưa cha, trên chuyến xe con đi có rất nhiều là con hứa với Chúa, khi con có được nguồn nước thì con trở về giáo xứ giáo điểm tin mừng này với một chuyến xe tạ ơn lòng thương xót Chúa. Và con thực hành chuyến xe tạ ơn lòng thương xót Chúa, có rất nhiều anh chị là người đạo theo, chính vợ con cũng là người đạo theo. Và có một bác đó, bác khát khao, bác được gặp cha, bác là người ngoại đạo. Và bác cũng có đi bữa nay mà con không biết bác ở đâu rồi, đông quá con không biết bác ở đâu rồi. Đó là mấy anh chị cũng khát khao mà con đến với lòng tạ ơn, vì Chúa đã xưa thương xót gia đình con và đã nhỏ giỏ giọt nước từ nơi lòng thương xót của Chúa tưới mát cuộc sống gia đình con và tưới mát mỗi tâm hồn trong gia đình của con. Và thưa cha, ba vợ con, mẹ vợ con là người đạo Phật, vợ con là người đạo theo, mà ba vợ con lại bệnh ung thư. Con hỏi ba mẹ có tin Chúa chữa lành không, thì ba mẹ vợ con nói là ba mẹ vợ con có tin Chúa chữa lành. Và nhờ vợ chồng con đến với lòng thương xót của Chúa và cầu xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho ba mẹ vợ con được ơn chữa lành từ nơi lòng thương xót của Chúa. Và má con cũng bị bệnh tiểu đường, và xin cho má con cũng được ơn chữa lành từ nơi lòng thương xót của Chúa. Thưa cha, con xin hết. Con muốn làm chứng cho hai vợ chồng bác sĩ, cha cho phép con được nói. Hay có một cặp vợ chồng bác sĩ nữa. Dạ. Có đi đây không? Dạ không, từng đợt trước đó là hai vợ chồng bác sĩ Hải Hậu là bệnh viện đa khoa, bệnh viện Cẩm Mỹ. Cả hai vợ chồng là bác sĩ, mà bác sĩ thì bệnh ung thư. Chính bác sĩ là người kê to thuốc mỗi ngày cho mỗi bệnh nhân. Mà hai vợ chồng bác sĩ đó là đầu tháng có đi chung xe với con. Hai vợ chồng bác sĩ này là người lương giáo, không phải là người công giáo, mà đi với cái lòng thành. Con đứng đằng sau con thấy khát khao lắm, đi dơ tay lên cầu khẳng và ước ao, và bao nhiêu người chen chúc lên, và cố tình con đứng đằng sau con dõi bước theo bác sĩ, thì bác sĩ cố tình đi đến cho được cha đặt tay lên, là niềm tin của bác sĩ dơ lên là rất mãnh liệt. Và con nói bác sĩ nhưng mà đông quá con không lên được, là con nói là đằng này con sẽ lên con làm chứng cho hai vợ chồng bác sĩ và được ung thư, và khấn với lòng thương xót của Chúa thì được Chúa chữa lành. Và thứ sáu đầu tháng vừa rồi bác sĩ có đi chung với con để tạ ơn Chúa, nhưng mà đông quá không lên được. Giờ đây con nói là bác sĩ Hải Hậu làm bệnh viện đa khoa, bệnh viện Cẩm Mỹ, con xin hết ạ. Hallelujah. Thưa anh chị em, cái điều mà anh ấy cầu nguyện chỉ từ những cái giếng, 6 cái giếng nước mà không có, khoan cả 100 mét mà không có nước, 145 mét mà không có nước, rồi cuối cùng chỉ còn 45 mét mà có nước. Rồi anh ấy nói rằng 47 mét có nước, anh nói rằng đó là nước của lòng thương xót.
Mà từ đó thì chúng ta mới suy ra rằng là lòng mỗi người mình đang khao khát những giọt nước của lòng thương xót. Mình phải có cái sự khao khát đó, thưa anh chị em. Mà Chúa chỉ cần chúng ta khao khát như vậy là Chúa ban ơn. Chúa bảo rằng lòng tín thác, tức là sự khao khát đó, lòng tín thác của con càng nhiều bao nhiêu thì ơn phúc của ta càng tuôn trào bấy nhiêu, và lòng quảng đại của ta tuôn trào tùy theo lòng tín thác, lòng khao khát của con. Anh chị em đến đây là anh chị em đang khao khát. Không khao khát đến làm cái gì? Anh chị em đến cái hoang địa giáo điểm Tin Mừng này để cảm nhận được cái gì? Có phải là để mua sắm không? Không. Có phải là để ăn uống không? Không. Không phải để mua sắm, không phải để ăn uống. Có một người bên Mỹ nhắn cho tôi: cha ơi, cha nhắn anh chị em giáo điểm Tin Mừng đừng biến đây thành cái chợ, đừng biến đây thành cái nơi trung tâm mua bán ăn uống, đừng. Hãy giữ nơi đây thật đẹp, thật sạch của lòng thương xót. Đây phải là một cái hoang địa, hoang mạc mà mình đến đây mình khao khát đón nhận lòng thương xót của Chúa, như người anh chị em vừa mới lên chia sẻ, vừa mới làm chứng, như là cặp vợ chồng bác sĩ ngoại đạo mà khao khát đến đây mình chữa bệnh cho người khác, mình ra toa cho người khác, mình chỉ định cho người khác dùng thuốc này thuốc kia, trong khi chính mình lại mắc căn bệnh ung thư mà mình cũng chẳng chữa nổi cho chính mình. Hỡi bác sĩ, hãy tự cứu lấy mình đi, tự chữa lấy mình đi, không ai làm được chuyện đó. Cặp vợ chồng bác sĩ ấy chạy đến với lòng thương xót Chúa, khao khát được đặt tay, mà có khi không được đặt tay, nhưng mà đâu có cần thiết. Lòng khao khát đó mới là chính yếu, chứ không phải cái việc đặt tay. Nếu mà mình được đặt tay mà mình không khao khát, mà mình không tin thì không có chuyện gì xảy ra đâu. Còn nếu mà đông quá mà mình chưa được đặt tay trực tiếp mà lòng mình vẫn khao khát như vậy, thì chính Chúa sẽ đặt tay và chính Chúa sẽ đụng chạm, chính Chúa sẽ sờ chạm và chính Chúa sẽ chữa lành cho mình. Tin không? Tin không? À, mình phải tin như vậy, phải xác tín mạnh mẽ như vậy. Một cái lòng tin mạnh mẽ như là một cái sự khao khát hoang mạc mong chờ nước. Một sáu cái giếng nó khao khát mong chờ để cho nước được phun lên. Thì ở đây cả mấy ngàn con người, bao nhiêu ngàn tâm hồn con người đang khao khát cái mạch nước lòng thương xót phun lên tuôn trào. Từ đâu? Từ đâu? Từ đâu? Trái tim bị đâm thầu. Từ trái tim bị đâm thâu mà Đức Giáo Hoàng trong ngày giảng bế mạc năm thánh lòng thương xót Chúa, Đức Thánh Cha Francisco nói: cửa năm thánh đóng lại, vì đó là nghi thức đóng cửa năm thánh, tức là kết thúc năm thánh lòng thương xót. Nhưng trái tim của đấng giàu lòng thương xót thì vẫn mở toang ra, vẫn lúc nào cũng mở ra. Mà đã một lần mở rồi thì không bao giờ khép lại nữa. Cửa năm thánh có thể đóng, có thể mở, vì không nghi thức và chỉ là nghi thức mà thôi. Chứ còn trái tim rộng mở của Chúa Giêsu đã một lần bị đâm thâu rồi, một lần được xé toạc ra rồi, thì luôn luôn rộng mở và luôn luôn tuôn trào. Chỉ có tùy theo lòng tín thác của mình. Mình tín thác bao nhiêu thì trái tim rộng mở bấy nhiêu. Mà mình không tin, mình nghi ngờ thì tự mình khóa cái van lại. Cho nên ơn thánh lòng thương xót Chúa không thể nào xuống được. Vì thế mà 4 tuần tĩnh tâm này anh chị em mình ngóng đợi chờ cái điều đó, thưa anh chị em. Còn cô này, cô ngóng cái gì, cô đợi chờ cái gì mà cô nhìn mắt cứ trợn trừng lên thế này? Chào vợ và cộng đồng và thưa cha, con đi lần này là 2 lần đúng không? Nói nó rõ con tên là gì, được ơn gì mà nói nó vậy, không ai nghe được. Rồi, nói rõ, nói lại, nói lại con tên gì? Maria Nguyễn Thị Thoan ạ. Con ở giáo xứ, con là Thịnh An ạ. Con đến đây tuần này là tuần thứ 2 mà con tuần trước chưa con đến thì con chưa gặp được cha. Mưa quá con đứng ngoài. Thì giờ con đến thì con bệnh đau nhiều lắm. Con cũng là yếu đuối lắm. Giờ con cần cầu xin cha để giúp đỡ con. Không có đến đây mà kêu can khóc lóc, được cái ơn gì thì kể ra, chứ không phải đến đây mà bắt đầu than thở. Nãy rồi đã nói rồi,
đến đây không có càm ràm, đến đây không có than thở, đến đây không có kêu ca, mà đến đây kín múc lấy sức mạnh của sự sáng mà chiến đấu. Đức ơn của Chúa gì thì kể ra. Dạ, trước con 12 tuổi thì con cũng bố mẹ ở nhà chuồng bỏ con bỏ nhà con đi nên bác, nhưng mà bác cũng không cho nên thì con đi lạc cả 6-8 tháng trời. Con về từ gia đình con cũng tưởng là con chết rồi, nhưng mà con quay về thì bố mẹ con cũng tưởng là con chết rồi, đọc kênh cầu nguyện cho con mà con về thì bố mẹ con cũng mừng, cho nên là về sau này cũng là bắt con làm thì con muốn con đi nữa, mà lúc bố mẹ con không cho đi thì con ở nhà. Thì con biết là bây giờ con mới biết là Chúa bắt con ở nhà để mà gánh vác, để mà no liệu, để mà con là không bỏ Chúa nữa thì con cũng vững tin vào Chúa. Con ngứa bệnh đau thì con cũng vững tin vào Chúa để mà con là no một mình con thoái sợ. Thì người ta cứ bảo con là đi đưa cháu đi nhà thương đi, mà con không đưa, con cứ một mình nghèo khổ. Con cứ loáng đi làm để con mua thuốc hàng ngày ở nhà cho cháu uống thì cháu cũng qua đi, con cũng phải nhờ ơn mẹ giúp đỡ con nhiều lắm. Hồi khi con cũng tự trách mẹ làm sao mẹ không giúp đỡ con, mà mẹ cứ để con đau khổ, mà con vác không phải vác thập giá nữa, mà con vác bùn chứ không phải vác thập giá nữa. Thì giờ bây giờ con vẫn nghĩ là mẹ cũng giúp đỡ con nhiều lắm, nhưng mà bây giờ con vẫn còn là khổ đau lắm. Bây giờ con chỉ cầu xin cha và mẹ và các thánh giúp đỡ con. Thưa anh chị em, vẫn cứ thàn, vẫn cứ thàn, kể được một tí thì bắt đầu lại quay lại thàn. Cũng không lạ gì đâu, tại vì con người ta đau khổ thì làm sao mà con người ta không than được. Chuyện bình thường thôi thưa anh chị em. Nếu mà gặp tôi đau tôi cũng than thôi, chứ chẳng có hơn hay ho gì đâu. Nhưng Phao-lô nói với chúng ta rằng đêm sắp tàn, ngày gần đến rồi. Nhưng đau khổ đời này không sánh gì với vinh quang mà chúng ta sẽ được. Nếu mình nghĩ được như vậy thì cái đêm này có gì là dài đâu, đêm này có gì gọi là sao mãi mà trời không sáng đâu. Thưa anh chị em, đêm này nếu mà không có ban đêm thì ta có thấy được cái niềm vui của ánh bình minh không? Không, đúng không? Tại vì phải sống trong ban đêm thì mới thấy le lói ánh mặt trời. Wow, trời sáng rồi, mừng lên như vậy. Chứ còn nếu mà mình cứ sáng chờ chờ mắt như thế này thì có thấy được cái niềm vui của ánh sáng bình minh có đến chiếu sáng trên cuộc đời chúng ta không? Không, phải mò mẫm trong đêm tối. Suốt 4 tuần tĩnh tâm này có thể là anh chị em đang mò mẫm trong đêm tối. Đêm tối như người chị em ấy, của những đau khổ, của bệnh tật, của yếu đuối, của nghèo túng, của nợ nần, mò mẫm trong đêm tối. Nhưng biết rằng đêm sắp dài. Cái bà này, Chúa tôi, cái người mà bi quan cứ vậy thôi. Thay vì người ta tích cực thì bảo đêm sắp tàn, còn bà này đêm sắp dài, ngày gần thì bà này ngày gần hết. Cái người mà nó bi quan nó nhìn như vậy là đêm sắp tàn ngày gần đến, phấn khởi lên thì lại đêm sắp dài ngày gần hết. Ngày gần đến. Vì thế mà suốt 4 tuần tĩnh tâm mùa vọng này, anh chị em có thể Chúa dìm mình vào trong nước mắt đau khổ như người chị em này. Những giọt nước mắt này trong 4 tuần tĩnh tâm này, Chúa sẽ lau khô mọi giọt lệ. Chúa sẽ cất chiếc khăn tang bao trùm muôn dân. Lời của Chúa mà, mình có tin điều đó không? Và Chúa để cho mình những giọt nước mắt, những cái đau khổ này để mình mới chạy đến với Chúa. Có khi ăn chơi quá có nghĩ đến Chúa không? Khỏe mạnh quá có nghĩ đến Chúa không? Giàu có quá có nghĩ đến Chúa không? Quyền lực quá có nghĩ đến Chúa không? Danh vọng cao đầy có nghĩ đến Chúa không? Tiêu rồi, phá sản rồi, trời ơi, cầu cho con. Giai đoạn cuối rồi, trời ơi, cầu cho con. Bồ nó bỏ rồi, trời ơi, cầu cho con. Con nhỏ kia kìa. Rồi danh vọng bìa mất hết rồi, mình rớt chức rồi, rớt đài rồi. Thì lúc đó mình chạy đến Chúa. Cho nên thưa chị em, mình không có dùng vũ khí của sự sáng là lời của Chúa mà chiến đấu, ta sẽ thua ngay. Thôi,
Cha tặng cho con một cái vũ khí để con chiến đấu. Phaolô bảo rằng hãy cầm lấy vũ khí của sự sáng mà chiến đấu. Đây, vũ khí của sự sáng là lời của Chúa được ghi ở trong 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Mạnh dạn lên, cầm lấy vũ khí này chiến đấu, lau sạch giọt nước mắt đi. Cười lên, vui lên, tươi lên. Hallelujah. Dạ, ơn Chúa. Con đấy lại cha xin giúp đỡ con. Không, không tạ ơn Chúa được. Hallelujah. Để nớn con á. Đây lại. Tôi mà đưa máy là nó còn than đến tí tối thôi đi xuống. Bà lên bà than hay là bà thở? Dạ. Hả? Dạ. Con lên con than hay con thở? Dạ thưa cha, con không than thở gì hết. Lần đầu tiên con tới con gặp mặt cha là trước hết con mua mất cái sự mong muốn của con là cha hòa nguyện giùm cho gia đình con được. Con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu? Dạ con tên Võ Thị Thơm, 68 tuổi. Đạo gì? Dạ con ngoại đạo. Con có Phật mặt, con chỉ biết thờ cha mẹ thôi. Rồi đây gọi là đạo ông bà. Rồi vì con đến đây với ước vọng khao khát gì, nói cho mọi người nghe. Dạ con ước vọng của con tới đây là mong muốn cha cầu nguyện mẹ bề trên cũng như Chúa để độ cho gia đình con tai qua nạn khỏi, được mạnh giỏi. Đây, chân chỉ cho con một cách để tai qua nạn khỏi, được mạnh giỏi. Đây, đây là vũ khí, cầm lấy. Không phải là lá bùa đâu con à. Con chỉ ngồi tưởng ở đây cho cha về lá bùa rắn rán, không phải lá bùa. Đây không phải lá bùa. Đây là lời hằng sống được ghi ở trong này. Những lời làm chứng, những lời chia sẻ rao giảng về lòng thương xót Chúa, con nghe đi. Tai sẽ qua, nạn sẽ khỏi và mọi người sẽ được mạnh giỏi. Rồi, ra đi, cũng mặc áo tím mùa vọng. Người ngoại đạo, thưa anh chị em, mình có cái khao khát đó hay không? Cái điều quan trọng là mình có khao khát cái đó hay không? Chứ nếu mình không khao khát, mình đến đây không ăn thua gì. Cái lòng khao khát đó thúc đẩy người chị em này đến đây. Con khao khát, con mong được đến đây để được xin cầu nguyện. Đấy, có những người công giáo mà chả cần cầu nguyện gì cả. Còn những người ngoại đạo thì họ lại đến và họ xin cầu nguyện. Vì thế mà suốt 4 tuần tĩnh tâm này luôn luôn tỉnh thức để mà cầu nguyện. Nhớ tỉnh thức để mà cầu nguyện. Còn con được ơn gì của Chúa? Dạ, thưa cha, con xin giới thiệu con Maria Trần Thị Mát ở giáo xứ Kim Đầm, họ 4, giáo hạt Phương Đầm. Con đến đây là con xin tạ ơn Chúa vì con được nhiều ơn Chúa ban cho con lắm. Mà bây giờ con cũng chỉ kể sơ sơ mấy ơn gần đây thôi ạ. Thì hồi cha về giáo xứ Kim Đầm làm lòng thương xót Chúa ấy, thì còn có đứa con gái nó lấy chồng mà nó 3 năm nó chưa có con, thì gia đình họ cũng mong muốn, thì con bảo vậy chứ thì họ mong muốn kiếm nối dõi tông đường thì để tao đi lễ khấn lòng thương xót Chúa cho. Xong rồi lúc nó có bầu thì nó lại có chú nó chết, nó đến nó chăm chú nó lại chê, nó lại chảy thai. Rồi đến năm sau thì nó lại có bầu, nó lúc nó về Bắc thì nó bảo với mẹ ơi, con có bầu mà họ bảo con là ở ngoài bên ngoài dạ con, bây giờ phải hút bỏ họ. Con bảo với này không có bỏ gì hết. Đấy là vâng việc của Chúa, Chúa làm thì để đấy. Trưa hôm nay là 3 giờ chuẩn bị con hợp ý với cộng đoàn để mẹ xin khấn cho cha của cộng đoàn khấn cho con. Thế là khấn cho cháu là cháu tháng sau cháu về cháu khám thì lại bình thường. Thì giờ cháu sinh được đứa con gái rồi ạ. Mấy tuổi? Được 5 tuổi rồi cha. Xong rồi con một lần nữa là chồng con ốm thì xuống bệnh viện Hòa Hảo ấy, thì họ bảo là bị giãn cái tĩnh mạch thì phải mổ đưa về nhà thơ người dân. Thì con đấy con cầu xin Chúa đừng có mổ bây giờ. Cái mạch chủ mà nó giãn thì mổ thì trong lương tâm con nghĩ như vậy là sẽ chết chứ không sống được. Thế là bác sĩ nào cũng đến tư vấn cho con là mổ sớm đi. Thế thì hôm đấy là thứ bảy thì các cháu nó lại quen với bác sĩ ở dưới đấy, nó đưa lại các thứ lại đến ăn nhậu. Thì hôm đấy là bác sĩ tập trung lại họp hết lại,
thì con chỉ cầu xin Chúa là tốn ý là dì Sơ đem mình thánh đến cho chúng con được lễ. Thì con gửi con xin gì dì ơi, dì cầu xin mình thánh Chúa cho con để nhà con được khỏi, là ý là bác sĩ đến khám là bảo là bây giờ nhà con được về và uống thuốc là nó sẽ khỏi chứ không phải mổ. Lạy Chúa, cho đến thứ hai họ khám họ nói đúng như vậy. Giêsu, con khóc ôm vào nhà thương lên, xong rồi họ hỏi con làm sao, con bảo như vậy. Họ đến nó bảo lạy Chúa, cô được ơn Chúa ban rồi, còn con thì làm sao, chồng con cũng ốm, bảo con cứ yên tâm, Chúa không bỏ rơi ai, con cứ yên tâm, con cứ cầu xin thì Chúa sẽ cho. Rồi xong rồi à, qua một thời gian gần đây á, là cháu nó có bầu, con thứ tám một con nó có bầu. Thì còn mấy đứa? Dạ con được 9 đứa, dạ 5 là trai, 4 đứa con gái, mà được ba thằng con trai thì lấy vợ ở ngoại đạo cũng theo đạo, còn ba đứa con gái cũng lấy người ở ngoại đạo cũng theo đạo. Dạ. Wow, thế là có thêm được 8 người theo Chúa nhờ ba thằng con trai, nhờ 5 đứa con gái của bà. Dạ vâng. Thì nó được 5 tháng thì nó té cầu thang. Thì đến lúc mà đi khám thì bác sĩ bảo bình thường, không sao được. Đến gần tháng thứ 6 bảo là cháu có 3 cái phổi, lá phổi. Mà trong 3 lá phổi này là nó có 3 cái tia máu chính, nên là không bổ được, có để lại cũng không bổ được, phải hút bỏ cái thai này. Giêsu nó khóc xong rồi là con bảo vào đây, không có bỏ, Chúa sinh ra mọi người, Chúa làm được hết. Con cứ nghĩ ông Lazaro chết 4 ngày trong bồ, Chúa cho sống lại. Con bệnh của con không là cái gì, con phải yên tâm mà tin tưởng vào Chúa, phó thác vào Chúa. Thế là con lấy đưa tiền lên, con bảo con lên xin cha để làm dâng lễ cho cầu nguyện mình thánh Chúa cho con. Con nó được lành, để cái thằng con rể con đó là Tân Tòng thì thêm những đức tin cho nó. Đến lúc mà cầu xin mãi đến 6 tháng, gần được 7 tháng rồi mà cũng chưa được cái gì. Xong rồi con lại than với chị em ấy chứ, chị Chúa, tôi chắc là tôi xin nhiều quá, Chúa không nhận lời tôi rồi. Chị em ấy ta bảo con là không, chị xin đúng. Thì là đến lúc mà đến sang xuống thì nó lại bảo vợ nó về này, em ơi, tối nào anh đọc kinh cầu nguyện mà sao Chúa trả cho gì nhỉ, vợ thì cứ ốm mà con thì chưa được cái gì. Thế nó cũng bảo là anh của Chúa đang thử xem anh có đức tin không đấy. Vậy thì nó lại cáo con, và con bảo con là con cứ yên tâm, bây giờ Chúa sẽ cho hết bàn cho con được, mẹ tròn con vuông, không có gì đâu. Nó bảo đấy Chúa thế, mẹ ơi, vợ con thì tròn lắm rồi mà con thì con chưa thấy gì. Rồi lúc mà nó cũng quay nó nơi dẫn lại, vậy đến ngày mai đi thì siêu âm thì cái não phổi của cháu mất rồi. Họ bảo đấy Chúa tôi được ơn riêng ở đâu, mà từ ngày có cái về nhà thương cái bệnh viện Hùng Vương đến nay ca này là ca thứ 2, thì là đến khi mà họ lại bảo về mai phải mổ ngay, bây giờ đã cái thai nó ròn lại rồi, nó gần chết rồi. Thì cháu mổ ra được có mỗi ký 3 mà rúm lại Chúa nhỏ, con tưởng nó chết cả mẹ cả con. Lúc đấy là nó cứ sốt hai, cứ huyết áp 200 với 180, còn nó phù lên 30 ký rồi. Thế là đến lúc mà con cứ bảo con cứ vững tin, cứ vững tin mà cầu xin Chúa. Đến lúc bây giờ Chúa ban cho cháu, giờ cháu được hơn 4 tháng rồi thì nó được hơn 5 ký rồi. Này cha, con tạ ơn Chúa. Thưa anh chị em, nếu mà không có tỉnh thức thì chúng ta dễ bị mất cầu nguyện, mất lửa lắm. Phải tỉnh thức để mà cầu nguyện, và cầu nguyện để mà được tỉnh thức, để nhận ra như là người chị em này vừa mới chia sẻ, những thử thách mà Chúa đang gửi đến. Vào trong sa mạc là để chịu đựng thử thách. 4 tuần lễ chị em vào trong thăm sa mạc để tĩnh tâm mùa vọng là để được thử thách, chịu thử thách. Người chị em này vừa mới trải qua cái kinh nghiệm là Chúa ơi, sao con cầu mãi mà chưa được, hay là con xin nhiều quá mà Chúa không cho, Chúa ơi, vợ con đã tròn rồi mà sao con nó chưa vuông, tại vì vợ bấm mập quá tròn trùng trục rồi. Thì thưa anh chị em, chúng ta dễ bị cái cám dỗ, dễ bị cái cám dỗ là đêm còn dài
quá mà ngày chưa đến, giống như bà lúc nãy. Đêm người ta sắp tàn mà đêm chưa tàn mà ngày vẫn cứ không thấy đến. Chúng ta dễ bị cái cám dỗ đó trong lúc mình cầu nguyện, vì mình cứ cầu nguyện làm sao phải được như mình cơ, làm sao phải Chúa phải làm theo ý mình cơ, làm sao Chúa phải nhận lời của mình. Chứ còn Chúa mà không nhận lời của mình, Chúa không làm theo ý mình, thì đêm cứ còn dài mà ngày vẫn cứ chưa đến. Tỉnh thức để nhận ra rằng là con cầu nguyện là để nhận ra ý Chúa, để xin vâng theo ý Chúa, chứ không phải là cầu nguyện để Chúa phải vâng theo ý con. Con xin cái gì là phải được cả nha, không xin không được là giống như là cái ông kia ông cầu nguyện mà cứ đem Thánh Giuse với Đức Mẹ ra khấn, mà không được là đem ra phơi nắng. Ông đạp xích lô, ông cứ nào mà ông đạp xích lô mà không có khách ông về ông nắng nôi gần chết, ông đem Đức Mẹ Thánh Giuse ra phơi nắng, bảo cho biết nắng nôi là thế nào. Rồi cái khi mà ông đang đọc ca chiều mà được cái loại đem vào cất đấy, được rồi, mát rồi, rồi tối nay có được khách rồi lại cho Đức Mẹ Thánh Giuse vào, cứ không được là phơi nắng. Thì chúng ta đôi khi ta coi Chúa với Đức Mẹ giống như là người đầy tớ để mình sai khiến đấy. Phải tỉnh thức thưa anh chị em, để nhận ra rằng đêm còn đó nhưng đêm sắp tàn và ngày gần đến. Lời cầu khẩn của mình Chúa đã nhận lời rồi, nhưng nhận lời theo cách của Chúa chứ không phải theo cách của mình. Tỉnh thức để nhận ra cái cách mà Chúa ban ơn cho mình, để mình vững tin, để mình tin thác vào Chúa. Chúa chúc lành cho con, cha tặng cho con một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót, để con ra về tiếp tục đi loan truyền lòng Chúa thương xót cho người khác. Còn cô bé áo đỏ, cô bé quàng khăn đỏ để cô bé mặc áo đỏ, rồi con vắn tắt chia sẻ cho mọi người. Thì trong giây phút tỉnh thức con đã nhận ra ơn gì của Chúa? Dạ con thưa cha, con là Anna Nguyễn Thị Châu ạ. Con ở giáo xứ Hiệp An, tỉnh Bình Thuận ạ. Cách đây gần một năm là con được ơn Chúa chữa lành cho con là hai căn bệnh. Cái thứ bệnh thứ nhất là con bị u nang buồng trứng là 42 mm nhân với 63 mm, mà con đi khám bác sĩ nào cũng kêu con đi mổ. Xong rồi là có cái chị đó rủ con là đi đến cầu nguyện lòng thương xót đi. Rồi con vững tin vào lòng thương xót của Chúa là con không có đi khám bác sĩ nữa, mà con cứ đi theo cha, là con nhờ cha cầu nguyện cho con. Là con nhắn tin cho cha, giờ mà con mổ thì con không có tiền mổ. Cái thứ nhất, với cái thứ hai là con nó đang còn dài, cho nên là không có chăm sóc được con, cho nên là cha nhắn tin lại cho con. Con cứ an tâm rồi cha cầu nguyện. Xong con đi á, con đi cha về được 10 ngày, con đi siêu âm lại là giảm được 15 mm. Xong rồi cứ lần thứ hai là con cứ tiếp tục đi, đi về rồi con cứ theo dõi, con lại đi siêu âm lại giảm được 10 mm. Cho tới bây giờ thì đã mất đít rồi cha. Con xin làm chứng cho lòng thương xót Chúa là con bị thoái hóa cột sống lưng với thoát vị đệ đệm. Mà con nói bây giờ mà bình tĩnh của con như vậy thì con không làm được mà nuôi con. Cho nên con cứ vững tin vào lòng thương xót là con cứ đi. Có khi một tháng là con bao xe đi lên cha 2-3 lần luôn. Rồi ở nhà từ Gò Vấp á. Rồi xong rồi là bây giờ con đi siêu âm, đi chụp X quang lại á, là bác sĩ nói là cuộc sống của con rất là tốt, và con đã tin tưởng vào lòng thương xót đó là Chúa đã chữa lành cho con hết bệnh. Con chụp X quang rồi phải không? Dạ. Coi như phải bảo đảm chứ thưa anh chị em. Từ khi mà Chúa chữa nhà mình phải đi kiểm nghiệm lại coi mình có khỏi chưa, chứ nhiều khi tất cả những phép lạ nào, những ơn mà Chúa chữa lành đều phải được bác sĩ kiểm nghiệm đàng hoàng. Giáo hội mà muốn nhận một phép lạ nào phải kiểm tra kỹ lắm, phải chấp nhận để cho y khoa, cả những người bác sĩ vô thần họ kiểm nhận, họ thấy rằng là đây là một cái sự can thiệp của một cái quyền lực, của một sức mạnh siêu nhiên nào đó mà y khoa không thể chứng minh được. Mặc dù họ tìm mọi cách để chống lại, để phản lại, nhưng mà thưa anh chị em, phải có lòng tin lắm, phải tỉnh thức
và cầu nguyện liên lỉ với lòng niềm tín thác thì điều lạ mới xảy ra, chứ không phải là cứ chạy đến rồi cứ xin xin xỏ xỏ. Có nhiều người chạy đến cha cha khất lẹ cho con để con đi về. Tôi nói tôi không có làm chuyện đó, tại vì chính anh chị em phải là người tĩnh tâm, phải là người cầu nguyện, phải là người khấn nguyện. Hôm nãy sáng này một cô bé có đứa con nó bị tự kỷ đến cầu nguyện, nó nói xin cha chữa cho cháu của con, bảo không, cha đang muốn chữa cho chính con là người mẹ, vì con là người mẹ cha biết dường như là con có vấn đề gì đó chứ không phải là con của con, và con của con muốn chữa cho cha, cha cầu nguyện lẹ cho con của con cho nó hết rồi con đi về. Mà cô ấy rất là đẹp. Tôi bảo con có vấn đề chứ không phải con của con có vấn đề. Lúc mãi sau cô ta mới nói vâng, con đã bỏ Chúa 20 năm, con đã đi chùa đi khấn tùng luôn hết rồi, con bỏ Chúa rồi. Tôi nói đấy, cái điều quan trọng là con quay về với Chúa thì con mới xin gì cho con của con được. Con đâu phải con đem một con đến đây tháo khoán cho cha rồi cầu nguyện cho nó cho con khỏi, rồi con cứ đi theo bụt, đi theo chùa, đi theo thần, đi theo tiền tài danh vọng, con bỏ Chúa cả 20 năm rồi, con biết không? Bị con xin tội đi, con suy nghĩ đi, con quyết định con xin tội đi rồi cha giải tội cho con, rồi sau đó cha cầu nguyện cho con của con, vì Chúa muốn chữa lành con chứ phải chữa lành con của con. Con của con đau là để con đưa nó đến đây mà con xin tội, mà con được Chúa chữa lành bệnh tâm linh của con. Tĩnh tâm là để như vậy, thưa anh chị em, để sám hối nhìn lại con người của mình cần được Chúa chữa lành bệnh tâm linh trước. Mình đã bỏ Chúa, mình chạy theo bụt thần, chạy theo danh vọng, chạy theo tiền tài, đã thách thức Chúa bao nhiêu lần, bây giờ thì hãy quay về với Chúa đi. Mà nhận ra rằng là ơn của Chúa ban cho mình nhiều quá mà mình không biết. Đêm sắp tàn, ngày gần đến, cô bé này đã xác tín được điều đó, mạnh dạn tin vào điều đó và chấp nhận để cho bác sĩ, cho khoa học chứng minh được cái điều Chúa làm. Chấp nhận đi siêu âm, chấp nhận đi thử, đi khám nghiệm để biết bệnh tình của mình như thế nào. Tạ ơn Chúa tặng cho bà cô Noel này, cô Noel một áo đỏ này, một cái máy ông lên đây. Ông được ơn gì ông nói cho mọi người nghe. Kính trọng kính cha. Ông nói rõ chứ, ông nói cái giọng mà trầm buồn như thế này thì khó nghe lắm, ông phải nói to mạnh lên. Ông được ơn gì? Con là Du Xe Vũ Thành Phương ở giáo xứ Ninh Phát, hạt giáo kiệm giáo phận Xuân Ngọc. Năm nay con 73 tuổi. Con được Chúa chữa lành cho con 3 thứ bệnh. Bệnh thứ nhất là bệnh hút, bệnh thứ hai là máu bị nhiễm trùng rất nặng, và bệnh thứ tư nữa là cao cao thương sông sông. Vâng, mà cái bệnh máu nhiễm trùng bác sĩ nói cái bệnh này không thể chữa được, ông có bằng ngôi thiền không chữa được, cái đi con nằm nhà thương. Thì cứ 3 giờ chiều con mở lòng thương xót Chúa ở trong máy. Con cầu nguyện thì những người nằm cùng với con họ cũng xuống đến làm giờ cầu nguyện với Chúa. Rồi con đi gọi điện thoại cho cô em của con là cô Vũ Thị Loan. Thì nhờ em con nhắn cho cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì 3 ngày sau con đi xét nghiệm máu lại 2 bệnh viện, bệnh viện quốc tế và bệnh viện đa khoa ở khu vực. Thì bác sĩ đều nói rằng bệnh của ông hết rồi. Mà ông uống gì mà bệnh ông mau hết vậy, bình thường máu giờ nó bình thường rồi. Chứ cái bệnh của ông là không có thuốc nào mà chữa được, chỉ có thuốc thiên nhiên thôi. Để con nên làm chính ơn Chúa. Cảm ơn ta, cha và cộng đoàn đã thương con, cầu nguyện Chúa cho con xin hết. Bệnh hút và bệnh hút và máu nhiễm trùng và bệnh cao tăng sông. Và chú ban cho cả 5-6 tháng nay con không phải uống một viên thuốc cao máu nào, mà người con khỏe mà được sự bình an của Chúa. Hôm nay ông 70 mấy? 73 tuổi ạ. Vâng, thưa anh chị em, một ông già 73 mà nhiễm trùng máu, máu nhiễm trùng, rồi bệnh gút, rồi bệnh cao huyết áp, mà hôm nay bác sĩ xác nhận máu đo đoàn hoàng, rồi huyết áp đo đoàn hoàng, gút ghiếc đo đoàn hoàng. Thôi bây giờ ông lại cầm lấy một cái vũ khí nữa, tiếp tục phải tỉnh thức. Đừng nghĩ rằng ma quỷ nó tha cho ông đâu, nó sẽ tiếp tục quấy phá ông nữa, thử thách ông nữa. Phải tiếp tục cầm lấy vũ khí này đi chiến đấu. Như ông nói, mỗi 3 giờ chiều trong bệnh viện con vẫn cầu nguyện lòng thương xót Chúa, và những người trong bệnh viện đều nghe, đều đến để cầu nguyện. Ông hãy làm công việc đó, tiếp tục đem cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót đi để loan truyền cho mọi người nha. Mạnh dạn lên, lên đường. 73 tuổi, lên đường. Thưa anh chị em, chúng ta thấy đêm sắp tàn nhưng mà ngày thì gần đến.
Anh chị em hãy nhìn lên cây nến của Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng đang cháy sáng đây. Hãy cầm lấy vũ khí của sự sáng mà chiến đấu. Chúa Giêsu là ánh sáng đến soi chiếu những cái gì còn đang ở trong bóng tối. Mỗi một người chúng ta, Thánh Phaolô bảo đừng chè chén say sưa, đừng chơi bời dâm đãng, đừng ghen tương chọc, ghen ghét giận hờn. Đấy là những thứ mà ở trong bóng tối. Hôm nay bắt đầu bước vào Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng, thì giáo điểm tin mừng chúng ta cũng bắt đầu bước vào từng bước chân, đặt vào trong sa mạc giáo điểm tin mừng, sa mạc lòng của mỗi người chúng ta, để khẩn nài Chúa hãy xót thương con. Giống như là người anh em làm chứng, xin nước của lòng thương xót hãy tuôn trào chúng xuống sa mạc chúng con đang khô cằn đây. Mỗi người tâm hồn mình đang là một sa mạc khô cằn, vì bệnh tật, vì yếu đuối, vì nghèo nàn, vì nợ nần, vì thất nghiệp, vì thất tình, vì thất bại. Tất cả những cái đó đang ở trong một cái bóng tối, mà Chúa là ánh sáng, lòng thương xót chiếu rọi vào trong những cái bóng tối ấy, và Chúa đưa từng cái ra khỏi bóng tối. Người thì được khỏi bệnh này, người thì được khỏi bệnh kia, người thì được ơn hoán cải, người thì được ơn chữa lành, vân vân. Nếu chúng ta chấp nhận đi vào trong hoang địa sa mạc để đón nhận lòng thương xót của Chúa, thì chắc chắn Chúa sẽ chữa lành, Chúa sẽ chúc lành, và vượt qua được những thử thách của cuộc đời là nhờ ân sủng nơi lòng thương xót của Chúa. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để mãi mãi mình được tỉnh thức để mình luôn luôn cầu nguyện. Hallelujah.